Chào anh em. Sau những ngày trải nghiệm gameplay 9.0 vừa qua thì không biết anh em ở đây còn ổn không? Cứ mỗi lần thay đổi gameplay là ngay lập tức sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện. Dĩ nhiên thì khi thay đổi meta sẽ có người thấy phù hợp và cũng có người thấy chán. Vì đang đá quen tay thì tự dưng phải luyện lại từ đầu. Nhưng mà phải có những sự thay đổi như vậy thì game nó mới không bị đi theo mãi một lối mòn. Thì mới có thêm mục tiêu để anh em luyện tay chứ đúng không? Trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng xem thử những thay đổi đáng chú ý nhất về gameplay 9.0 là gì và nên thích nghi với gameplay mới như thế nào cho phù hợp. Bắt đầu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua các tính năng tấn công ở trong game vào thời điểm hiện tại. Đầu tiên, anh em có thể thấy khả năng chọn vị trí của các ST trong các đường tạt cánh được cải thiện rất rõ ràng. Sau những chỉnh sửa về AI và chuyển động của hậu vệ thì các wing back giờ đây sau update có phần tạt bóng hơi ảo. Bên cạnh đó, khả năng phối hợp ban bật của các hậu vệ cánh ở sát biên cũng mượt hơn. Kết hợp với tính năng mới chạy chỗ không bóng thủ công, những game thủ tay to và có tầm nhìn tốt sẽ rất thích tính năng mới này, vì họ sẽ được chủ động điều hướng các pha QS theo ý muốn, hoặc thực hiện trồng biên chủ động hơn, khi nào cần thì mới kéo lên cao, thay vì phải xét xu hướng công cao nhất cho các hậu vệ biên, và đôi khi khiến vị trí này bị hỏng mỗi khi chịu phản công. ZD và DD đã bị nếp khá triệt để, trừ các con hàng thuộc dạng trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Ví dụ như Angry Icon The Moment mà kênh mình cũng đã vừa có video review. Còn lại thì ngay cả một số vị trí quốc dân cũng không còn ZD bừa hay quay lưng suốt DD được nữa. Anh em sẽ cần phải nắn nót và chọn góc suốt chỉnh chu hơn thì mới đạt được hiệu quả trong những tình huống xử lý cận thành. Tính năng Power Shot không thực sự hiệu quả đối với FIFA Online 4. Như anh em cũng biết là FO4 hiện tại ưu tiên những góc suốt chéo khoảng từ 30 đến 45 độ hoặc cửa lòng ZD để bóng có độ cuộn và bay ra ngoài sải tay của các thủ môn. Mà những kiểu dứt điểm này lợi hại nhất là ở trong cự ly zone 14 trở vào vòng cấm. Vậy thì tại sao Power Shot không hiệu quả? Chúng ta có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, Power Shot trong FIFA Online 4 cần phải có một góc siêu thoáng, siêu rộng thì mới có thể phát huy tối đa công năng của nó, đó là cú sút với một lực sút siêu mạnh. Ở thời điểm này của FO4 thì việc phòng ngự giữa sân là mấu chốt để kiểm soát trận đấu. Và với việc các CDM quốc dân đang chạy nhanh nhãn ngoài đường thì dĩ nhiên chẳng ai để cho bạn thoải mái đứng Power Shot một mình một bóng hết. Thứ hai là hoạt cảnh Power Shot. Để anh em dễ hình dung thì tính năng này xuất hiện ở trong FIFA 23. Khi sút bằng kỹ thuật này trong các trận đấu online thì màn hình của người chơi và cả đối thủ sẽ hiện lên hoạt cảnh zoom cận vào người sút. Điều này khiến cho hạn chế bớt khả năng quan sát và phòng ngự của đối phương. Các game thủ chuyên nghiệp của FIFA 23 thậm chí còn đẻ ra Super Cancel để ngắt Power Shot nhằm đánh hỏa mù đối thủ và tìm kiếm sai lầm để ghi bàn. Nhưng mà ở trong FO4 thì thực sự Power Shot chỉ được thêm vào cho vui. Khi nào buồn tay mà thấy đối thủ không ám sát thì anh em có thể thử vận may. Thứ ba là một yếu tố cực kỳ chí mạng mà rất nhiều anh em chơi FO4 cho đến lúc này vẫn không biết hoặc là không ai chỉ cho biết. Đó là Power Shot hoàn toàn phải điều khiển hướng sút thủ công 100% và không có hỗ trợ AI. Tức là anh em chỉnh hướng vào đâu thì nó sẽ sút vào đúng chỗ đó. Cái này thì đá tay cầm nó sẽ lợi hại hơn so với bàn phím. Vậy nên chả trách có rất nhiều ông phím thủ cứ đâm đầu vào thử nghiệm Power Shot mà không biết. Sút toàn lên trời xuống biển xong rồi lại đi chửi game. Về mặt phòng ngự thì như mình có đề cập ở trên, AI của hậu vệ thực sự được cải tiến rất đáng kể. Giữ vị trí tốt hơn nè, tranh chấp hay hơn nè, hạn chế những tình huống bóng lập bập và bóng nảy vào chân của đối thủ. Animation của hậu vệ cảm giác khi vào bóng hoặc khi tắt bóng đã chuẩn hơn trước và rất ít động tác thừa, dẫn đến những tình huống penalty nhậm nhí cũng không còn xuất hiện quá nhiều. Với meta khuyến khích tạt biên và đá overlap thì hiện tại anh em không cần thiết phải tập trung quá nhiều lương cho hai vị trí CB mà có thể dàn đều lương sang cho hai hậu vệ cánh, tức là chúng ta đã có thể chơi LB RB lương cao mà không sợ phí tiền. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là cứ giãn hết đội hình ra xong để lủng trung lộ nha. Như mình đã nói thì ST bây giờ chạy chỗ đã tốt hơn trước rất nhiều để cân bằng lại với lối chơi Takadada. Cho nên anh em nào mà cứ mãi mê tạt cánh mà không ghi được bàn, xong bị phản công ăn ZW chọc khe vào giữa hàng thủ thì lúc đó chỉ có ngồi khóc thôi. Đối với vị trí thủ môn,
việc nớp đi ZD và DD giờ đây giúp cho các thủ môn sẽ dễ thở hơn rất nhiều khi phải đối mặt với các tình huống cận thành và có thêm thời gian để phản xạ tốt hơn. Tuy nhiên đổi lại thì các GK hiện tại đang khá là ngáo trong việc phán đoán các tình huống tạt bóng, bởi vì tiền đạo đánh đầu đã tốt hơn nhiều và chọn vị trí cũng đã khôn hơn. Vì thế những GK có sải tay dài vẫn sẽ là chân ái để chống bóng bổng. Nhìn chung gameplay 9.0 lần này là một bản cập nhật mang đến nhiều thay đổi mạnh mẽ nhất, có tác động rõ ràng nhất lên gameplay và cũng là cập nhật khiến cho anh em hào hứng nhất, mặc dù vẫn còn rất nhiều người chưa thích nghi kịp. Và nếu những người đã xem đến gần hết video này mà vẫn đang ù cạc cạc như vịt nghe sấm thì đây là TLDR để anh em có thể sống sót qua con game mới này. Nên sút D thường nhiều hơn, hạn chế ZD và DD bừa, tránh xa FD càng xa càng tốt. Nên đập thêm lương cho hậu vệ cánh để Takarada, dùng các ST có khả năng đánh bẫy việt vị, có AI qua người và xâm nhập tốt để dùng ZW. Nên dùng GK có sải tay dài và ưu tiên những ông cao 1m95 đổ lên. Nên G-Gol khi đối mặt với tạc cánh, nên chủ động dâng W khi phải đối mặt ở cửa ly gần. Hy vọng những thông tin trong video hôm nay sẽ giúp cho anh em có một cái nhìn bao quát hơn về gameplay 9.0 và sẽ sớm thích nghi được với meta mới. Chúc anh em đá FIFA lên răng phà phà. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.